Chào các em. Chúng ta tiếp tục với chương trình ôn thi Trung học Phổ thông Quốc gia môn Hóa học. Hôm nay chúng ta sẽ vào với đề số 7. Với đề số 7 này thì những câu đầu tiên các em xử lý nhanh. Thứ nhất, chất nào sau đây không phản ứng với dung dịch NaOH? Nhìn vào dãy này thì chúng ta thấy ngay được CO là chất không phản ứng với dung dịch kiềm. Đáp án của chúng ta là đáp án B. Câu số 2, ngành sản xuất nào sau đây không thuộc về công nghiệp silicat, xi măng, thủy tinh thường, thủy tinh hữu cơ hay là đồ gốm? Thì câu này các em có thể thấy rõ là thủy tinh hữu cơ thì không thuộc về cái ngành công nghiệp silicat. Đáp án của chúng ta là đáp án C. Câu số 3, cho các glucid là manto, gluco, fructo, saccharo, tinh bột và cellulo. Có bao nhiêu chất vừa làm nhạt màu nước brom mà lại vừa trắng bạc? Ở đây thì những chất này thì chỉ có hai chất thôi, đó là manto và gluco. Như vậy đáp án của chúng ta là đáp án D. Câu thứ 4, alken thích hợp để điều chế 3 etin pentan 3 ôn bằng phản ứng hydrat hóa, tức là phản ứng cộng nước, là alken nào? Thế thì trước tiên các em viết cái 3 etin pentan 3 ôn ra đã. 3 etin pentan 3 ôn đây. Như vậy để hydrat hóa thì cái liên kết OH này sẽ mất đi và sẽ tạo ra một cái nối đôi ở giữa hai bên này, đúng không nào? Một trong hai bên. Và chỗ này như nhau, như vậy nó sẽ như thế này. Như vậy các em gọi tên chất này 1, 2, 3 etin pen 2 2N. Như vậy để đáp án của chúng ta là đáp án A. Câu tiếp theo là có bao nhiêu chất hữu cơ mạch hở có công thức phân tử C3HXO vừa phản ứng với hydro xúc tác niken nhiệt độ, vừa phản ứng với dung dịch bạc nitrat trong ammoniac đun nóng. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng này, X là số chẵn, đúng không nào? X là số chẵn. Hợp chất CHO thì X là số chẵn. Thế thì chất mà vừa phản ứng với hydro mà lại vừa phản ứng với dung dịch bạc nitrat thì hoặc chất đó có nhóm CHO hoặc chất đó có nối ba đầu mạch. Như vậy C3HXO. Như vậy nếu mà 8 thì sẽ không no, như vậy x sẽ phải nhỏ hơn 8, x sẽ bằng 6 2 và 6 4 và 2. Như vậy nếu x bằng 2 thì ta có cái hợp chất là như thế này. Như vậy đây có vừa có nối ba đầu mạch và vừa có nhóm CHO. Trường hợp thứ nhì, nếu x bằng 4 tức là C3H4O thì K bằng 2 tức là có hai liên kết pi thì chúng ta có hoặc là nhóm CHO hoặc là ete hoặc là ancol. Như vậy ta được 4 chất rồi. Nếu x bằng 6 thì chúng ta chỉ có một chất là CH5CHO. Như vậy tổng cộng ở đây chúng ta có 5 chất. X không thể bằng 8 được, x bằng 8 thì hợp chất này sẽ no. No thì không thỏa mãn cái điều kiện là có nối ba đầu mạch hoặc là có nhóm CHO được. Như vậy đáp án của chúng ta là 5 chất. Câu số 6 là khi xà phòng hóa hoàn toàn tristerine thì ta thu được cái gì? Tristerine là cái gì thì các em chỉ cần biết phản ứng ra tristerine C17H35 đó. 3 lần CO, 3 lần C3H5, như vậy sẽ được natri stearat và glycerol. Như vậy đáp án của chúng ta là đáp án C. Câu số 7, chất rắn X màu đỏ thẫm tan được trong nước để tạo thành dung dịch màu vàng. Một số chất như carbon, lưu huỳnh, phốt pho thì bốc cháy khi tiếp xúc với X, thì chất X là chất nào? Thì các em có thể thấy rằng nhìn trong cái dãy này thì chrome 6 oxit CrO3 này là chất cần tìm, đây là một oxit axit cần tìm. Ở đây không có chất nào thỏa mãn cái điều kiện là bốc cháy khi tiếp xúc với dung dịch X hoặc là tan được trong nước cả. Như vậy
Ta chỉ có một đáp án là CRO3 thôi. Câu tiếp theo là thủy phân hết pentapeptide X là gali ala gali thì thu được tối đa bao nhiêu sản phẩm chứa gốc glycine mà dung dịch của nó có phản ứng màu biure. Dung dịch có phản ứng màu biure thì nó là tripeptide trở lên. Và cái dung dịch này, cái tripeptide này yêu cầu trở lên là yêu cầu là phải có gốc glycine. Như vậy đây chúng ta cứ đây là tripeptide hoặc là tetrapeptide khi thủy phân. Thì ở đây ta thấy rằng gly nằm ở trước thì ta có tripeptide và tetrapeptide. Nếu cái gly này nằm phía sau thì lúc này ta có cũng tri và tetrapeptide, như vậy ta có được 4 chất. Câu tiếp theo là nhỏ từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch X sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn chỉ thu được dung dịch trong suốt. Như vậy chứng tỏ rằng X nó phản ứng thì ở đây chúng ta thấy X chỉ có thể là nhôm clorua, bởi vì nhôm clorua thì nó có khi tạo thành AlOH 3 lần nó có tính lưỡng tính, nó phản ứng được với NaOH tiếp theo. Câu tiếp theo. Cho 0,15 mol ancol X phản ứng với kim loại Na dư thì thu được 3,36 lít hydro. Số nhóm chức ancol trong X là bao nhiêu? Như vậy 0,15 mol này ta lấy số mol hydro chia số mol này xem thử được bao nhiêu, không nào? Số mol hydro ở đây là 0,15 mol luôn, như vậy tỷ lệ 1:1 thì đó có 2 nhóm chức. Câu số 11. Công thức đơn giản nhất của một hydrocarbon là CnH2n+1 thì hydrocarbon nó thuộc dãy đồng đẳng của nào? Ta thấy rằng số hydro thì lớn hơn 2 lần số carbon thì đó là ancan. Nếu mà hydrocarbon thì chỉ có thể là ancan thôi, đúng không? Câu số 12. Một mẫu nước cứng có chứa các ion như thế này. Ở đây ta thấy rằng nước cứng này có HCO3- và có cả Cl-. Như vậy đây là nước cứng toàn phần. Và làm mềm nước cứng toàn phần thì muối dùng muối phốt phát. Ở đây chúng ta có là Na3PO4. Câu tiếp theo là một lá sắt có khối lượng m gam nhúng vào dung dịch đồng xuân phát. Thì sau khi kết thúc phản ứng thì khối lượng lá sắt sẽ bằng m cộng 2,4. Thế câu hỏi là khối lượng đồng do phản ứng sinh ra bám lên lá sắt là bao nhiêu? Thì đây ta thấy rằng đồng sắt như vậy 64 và 56, thế thì m tăng sẽ bằng 8 lần m số mol của đồng hoặc số mol của sắt. Ở đây người ta hỏi đồng thì 8 lần số mol của đồng là bằng 2,4. Như vậy khối lượng đồng sẽ bằng m đồng sẽ bằng siêu số mol đồng nhân cho 64, số mol đồng 2,4 chia 8 là được 0,3, 0,3 nhân 64 là được 19,2 gam, đáp án đi. Câu số 14, cho dãy các chất như thế này. Có bao nhiêu chất trong dãy vừa tác dụng được với dung dịch HCl, vừa tác dụng được với dung dịch NaOH? Ở đây ta thấy rằng những cái kim loại đặc biệt như nhôm và kẽm thì được rồi này. NaHCO3 là lưỡng tính này. NH4 2 lần CO3 thì NH4 này phản ứng được với NaOH. Còn CO3 lại phản ứng được với H cộng. Như vậy cái này cũng được này. Al2O3 là oxit lưỡng tính này. FeNO3 2 lần là cũng phản ứng được, bởi vì cây có sắt thì phản ứng được với NaOH để tạo thành chất tủa. Còn NO3- trong môi trường H cộng sẽ có thể tạo oxy hóa cái sắt lên sắt 3. Như vậy ta có 1, 2, 3, 4, 5 và 6 chất. Câu số 15. Sục khí clo dư vào dung dịch chứa muối NaBr và KBr, thu được muối NaCl và KCl. Thế thì đồng thời thấy khối lượng muối giảm đi 4,45 gram.
Thế người ta hỏi thể tích khí clor đã tham gia phản ứng là bao nhiêu? Ở đây ta làm bằng phương pháp tăng giảm khối lượng đơn giản thôi. Tức là khối lượng giảm sẽ bằng 80 là BR trừ 35,5 là CL, đi từ NaBR, từ cái BR trừ sang CL trừ, như vậy giảm đến chừng này, nhân số mol của nó. Như vậy ta tìm được số mol của CL trừ, tức là số mol của CL trừ này thì em chia 2 thì sẽ được số mol của khí clo, tức là thể tích của nó 1,12 lít. Câu số 16, thực hiện các cái thí nghiệm như trên. Bây giờ hỏi rằng số thí nghiệm có phản ứng oxy hóa khử xảy ra là bao nhiêu? Đây ta thấy rằng CO2 vào SO2 vào KMnO4 thì chắc chắn có rồi, đúng không nào? Sục khí clo vào H2S cũng có rồi. Sục hỗn hợp khí thu được khi nhiệt phân đồng 2 nitrat vào nước. Như vậy nó khí thu được gồm NO2 và oxy, như vậy vào sẽ tạo thành HNO3, nó cũng có là phản ứng oxy hóa khử. Cho Na2CO3 vào dung dịch AlCl3, cái phản ứng này nó có cái tủa nhưng không phải là phản ứng oxy hóa khử. Câu số 5, cái số 5 là cho HCl vào sắt 2 nitrat. Khi nãy cái câu vừa rồi thì nói rằng H cộng trong NO3 trừ có thể oxy hóa sắt sắt 2 lên sắt 3, như vậy đấy là một phản ứng oxy hóa khử. Cho sắt 2 oxit vào dung dịch HI tức là axit thì cái này y trừ nó có tính khử, còn sắt 3 nó có tính oxy hóa là nó có phản ứng oxy hóa khử. Như vậy đây ta được 5 phản ứng, 5 thí nghiệm. 5 thí nghiệm có phản ứng oxy hóa khử xảy ra. Câu tiếp theo, 3 dung dịch XYZ thỏa mãn các điều kiện sau. X tác dụng với Y thì có cái tủa xuất hiện. Và X tác dụng với Z thì cũng có cái tủa xuất hiện. Tuy nhiên Y tác dụng với Z cũng có cái tủa xuất hiện, nhưng mà X tác dụng với Z thì có khí thoát ra. Thế thì ta thấy rằng là X tác dụng với Z thì có khí thoát ra. Các em khai thác cái dữ kiện này trước. Như vậy đây ta chỉ thấy có như đây. Cái này không có, đúng không nào? Như vậy chúng ta chỉ có mỗi một cái đáp án là vấn đề thôi. X tác dụng với Z có khí thoát ra. X tác dụng với Z thì có khí thoát ra này. Y tác dụng với Z thì có cái tủa xuất hiện. Cái tủa của ta là BaCO CO3. X tác dụng với Y thì cũng có cái tủa xuất hiện. Câu số 18. Hệ thống số trùng hợp của ni lông 66 là 2500. Của ni lông 66 và tơ capron lần lượt là bao nhiêu? Khi cho sẵn cái khối lượng phân tử của cái tơ, hai cái tơ này rồi. Thì cái này, câu này thì chẳng qua là kiểm tra các em về cái công thức phân tử của ni lông 66 và tơ capron là gì. Các em biết thì các em sẽ tính được, lấy cái số m lớn này các em chia cho một mắt xích, m lớn của một mắt xích, thì các em sẽ tìm được cái giá trị hệ số trùng hợp n. Thế thì tơ ni lông 66 công thức như thế này. Thế thì em sẽ lấy 2500 chia cho m lớn của một cái mắt xích này thì các em được khoảng 11. Còn tơ capron công thức như thế này. Các em lấy 15.000 chia cho 113 tức là m lớn của nó, thì các em được khoảng 133. Thế thì đáp án của chúng ta là đáp án B. Câu này các em phải biết các cái công thức phân tử thì các em mới giải được cái phần này. Câu số 19 là khi cho 56 gram sắt tác dụng với 250 ml dung dịch bạc nitrat thì thu được bao nhiêu gam chất rắn? Cái này thì cũng đơn giản thôi. 2,5. Bạc chia sắt là 2,5. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng khối lượng cái tủa sẽ, em sẽ thấy cái tỷ lệ này này. Như vậy nếu mà 3
Number 3 thì toàn bộ cái bạc sẽ cái tủa, đúng không? Nhưng mà bây giờ bạc chia sắt chỉ bằng 2,5 thôi, tức là nó chỉ đẩy lên đến 2, sau rồi một nửa sẽ lên tiếp đến 3. Sẽ lên tiếp 3. Thế thì khối lượng của ta nó vẫn là 0,25 nhân cho 108. Nhưng mà toàn bộ bạc này nó đã kết tủa hết rồi. Như vậy khối lượng kết tủa của ta sẽ là 27 gram. Câu số 20, công thức cấu tạo thu gọn của glycerol là gì? Thì cái này thì các em nhìn vào đánh vào thôi. Đáp án C. Câu số 21, cho dung dịch bari hydrocarbonate lần lượt vào các dung dịch như trên, thế số trường hợp có tạo ra kết tủa? Như vậy ta thấy có 1, 2, 3, 4, 5. À, 5 chất, đúng không nào? 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Rồi, như vậy có 6 kết tủa. H2O4 đây nữa. Thì hoặc là kết tủa với bari, như thí dụ như trường hợp CO3SO4, hay là SO4 này là kết tủa với bari. Hoặc là trường hợp cái sẽ có cái H cộng để, hoặc là có cái OH trừ để phản ứng mất cái H này đi, nó sẽ có cái tủa OH. Trường hợp này H cộng sẽ phản ứng với HCO3 mà còn lại OHSO4 nó sẽ phản ứng với cái Ba2 cộng, nó có cái tủa. Như vậy cái này có 6 chất. Câu số 22, ý nào sau đây đúng? Trong có 4 ý như thế này. Chỉ có những phản ứng thuận nghịch mới có trạng thái cân bằng hóa học. Đúng rồi. Bất cứ phản ứng nào cũng phải đạt đến trạng thái cân bằng hóa học. Câu này chưa đúng, bởi vì phản ứng một chiều thì nó không phải cân bằng. Khi phản ứng thuận nghịch đạt trạng thái cân bằng thì phản ứng dừng lại. Ta biết rằng cân bằng, phản ứng cân bằng tức là cân bằng phản ứng là cân bằng động. Ở trạng thái cân bằng thì thể tích các chất hai vế ở phương trình hóa học phải bằng nhau. Cái này cũng không đúng, chỉ có một câu A đúng thôi, đúng không nào? Câu số 23, hòa tan hoàn toàn 9,95g hỗn hợp X gồm natri, kali và bari vào 100ml dung dịch HCl1M thu được dung dịch Y và 2,24 lít khí hydro. Cô cạn Y thì thu được M gam chất rắn, thì giá trị của M là bao nhiêu? Thì ta thấy rằng số mol H cộng ở đây là 0,1. Mà hydro thu được ở đây tận 0,1. Như vậy H cộng này chỉ tạo ra 0,05 hydro. Còn lại 0,05 hydro kia là do nước tạo thành. Thế thì nước tạo thành 0,05 hydro thì số mol OH trừ sẽ là 0,1. Thế thì kem cộng lại khối lượng của chất rắn cô cạn là bằng kim loại cộng Cl trừ cộng OH trừ. Như vậy các em tìm ra được cái kết quả cuối cùng 15,2 gram, đáp án A. Câu số 24, esterx không no, mạch hở có tỷ khối hơi so với metan bằng 6,25. Khi tham gia phản ứng xà phòng hóa tạo ra một aldehyde và một muối của axit hữu cơ, có bao nhiêu công thức phù hợp với X? Như vậy 6,25 này các em tìm ra được M lớn của nó là 100. Ester có dạng như thế này. Thì chỉ có cái khúc này thì khi thủy phân chỗ này ra thì nó sẽ tạo thành aldehyde, đúng không nào? Như vậy ta thấy R cộng R phẩy bằng 30. Khúc này là bằng 70. Như vậy R cộng R phẩy bằng 30. R bằng R phẩy bằng 30 tức là 2 carbon hoặc R bằng 0 carbon. Hoặc 1 carbon. Hoặc 2 carbon, đúng không nào? Như vậy ta có 0 carbon này, có 2 công thức. 1 carbon thì chúng ta chỉ có một công thức này thôi, còn 2 carbon thì cũng có một công thức này thôi. Thế thì ta có 1, 2, 3 và 4 công thức hợp lý. Câu số 25 là đun nóng 6,6,4 gam hỗn hợp 3 ancol đơn chức với axit sulfuric đặc
thì thu được 55,6 gam hỗn hợp 6 ete với số mol bằng nhau. Hiệu suất phản ứng là 100%. Thế thì số mol của mỗi ancol là bao nhiêu? Như vậy đối với những bài này thì các em có thể thấy rằng ancol này hiệu suất phản ứng 100% mà thu được ete có khối lượng rồi. Số mol ete bằng nhau, tức là số mol những ancol phía trước đó cũng bằng nhau, nó hiệu suất phản ứng là 100%. Thế thì ta thấy rằng có khối lượng ancol, có khối lượng ete, ta suy ra được khối lượng của nước, tức là tìm được số mol của nước. Thì số mol của nước thì nó sẽ gấp, số mol ancol sẽ bằng 2 lần số mol nước, và như vậy các em sẽ tìm ra được số mol của ancol sẽ bằng 1,2. Như vậy số mol của mỗi ancol là 0,4 mol. Câu tiếp theo là cho bộ 22-44 gam NaOH vào dung dịch chứa 39,2 gam H3PO4. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, đem làm khô thì muối nào được tạo thành và khối lượng là bao nhiêu? Ở đây chúng ta thấy rằng 44 gam NaOH có số mol là 1,1 và số mol của H3PO4 là 0,4. 1,1 chia 0,4 thì được 2,75. Như vậy có muối Na2 và Na3, 2,5 này nằm giữa 2,3 và Na2 và Na3. Và khối lượng của nó thì các em tính được 0,4 mol. 2,75 tức là cũng nằm ở khoảng 3,31 đúng không nào? Tỷ lệ 3,1 hay 3,1. Thế thì 0,3, 0,1 các em nhân vào được khối lượng. Đáp án của chúng ta là đáp án C. Câu 27, hỗn hợp Mg và Cu vào dung dịch HCl dư. Kết thúc phản ứng, cô cạn dung dịch thu được chất rắn gồm cái nào? Thì bài này chẳng có gì cả, vào hết HCl thì đồng phản ứng hết. À, magie phản ứng hết, còn đồng không phản ứng, đúng không nào? Như vậy cô cạn dung dịch thì ta được đồng và magie clorua. Câu 28, hòa tan hết 0,56 gam sắt trong lượng dư axit sulfuric đặc thì thu được V lít SO2, sản phẩm khử duy nhất thì giá trị của V là bao nhiêu? 0,56 là 0,01, 0,01 thì nhân 3 lên sẽ là 0,03. Như vậy S này chia đôi đi sẽ được 0,15, như vậy V là 0,336, đúng không nào? Câu số 29. Cho 24,3 gam kim loại X có hóa trị N duy nhất tác dụng với 5,04 lít oxy thì thu được chất rắn A. Lại cho A tác dụng hết với HCl thì lại thấy có 1,8 gam khí hydro thoát ra. X là cái gì? Thế thì X sẽ nhường NE. Còn cái số E nhận đây ta sẽ thấy là 5,04 là các em tìm số mol này. H2 này, H cộng nhận E này. Thế thì các em rất dễ dàng giải ra được. Không phải 9 mol khí hydro này thì 1,8 mol E nhận. 0,225 mol oxy thì chỗ này sẽ có 0,9 mol E nhận. Tổng cộng là 2,7. Thế thì chỗ này là 2,7 chia N. Các em lấy 24,3 chia cho số này thì các em sẽ được X bằng 9N. Thì ta có thể thấy rằng N bằng 3 và X là 27, đó là nhôm. Nhôm. Đáp án của chúng ta là đáp án C. Câu số 30, thực hiện các cái thí nghiệm như thế này. Trong các thí nghiệm trên, thí nghiệm mà sắt bị ăn mòn điện hóa là thí nghiệm nào? Ăn mòn điện hóa học. Thế thì điều kiện của ăn mòn điện hóa, thầy nhắc lại điều kiện của ăn mòn điện hóa đó là phải có hai điện cực này. Hai điện cực có bản chất khác nhau, bao gồm kim loại và phi kim hoặc các cái kim loại. Rồi hai điện cực đó phải tiếp xúc với nhau trực tiếp hoặc gián tiếp
và cùng tiếp xúc với dung dịch điện ly. Thế thì ở đây ta thấy rằng cái thí nghiệm này, cái bài tập này yêu cầu chúng ta là thí nghiệm nào sắt bị ăn mòn điện hóa. Thế thì ta thấy rằng đây sắt không có cái điện cực nào khác, như vậy trường hợp này không phải rồi. Sắt vào đồng chắc chắn là có sắt có đồng rồi đúng không nào? Như vậy đây là cái chúng ta cần tìm đây. Thả một viên sắt vào dung dịch sắt 3, như vậy cũng chỉ có sắt thôi, không có cái điện cực thứ nhì. Nối một dây đồng với một dây sắt rồi để nó không phi ẩm, đó là điều đương nhiên rồi đúng không nào? Đó là một ăn mòn kiểu ăn mòn điện hóa. Đốt dây sắt trong bình chứa đầy khí oxy, như vậy cũng chỉ có sắt thôi. Thả một viên sắt vào dung dịch chứa đồng thời đồng sunfat và H2O4 loãng, như vậy đó chắc chắn là ăn mòn điện hóa. Như vậy đây ta thấy có 2, 4, 6 đúng không nào? Đáp án chúng ta là đáp án A. Cho các cặp oxy hóa khử như thế này, tính oxy hóa tăng dần theo thứ tự. Đây và đây. Tính khử giảm dần theo chiều ngược lại. Thế thì bây giờ tính khử giảm dần theo chiều tương tự như vậy. Như vậy chúng ta dự đoán phản ứng sau có xảy ra hay không? Đồng và sắt 3, thiếc 2 và sắt 3. Cái này các em cứ lấy đặt lên và viết cái quy tắc đường chéo ra thì chúng em sẽ thấy. Như vậy ta thấy đáp án là cả hai phản ứng này đều xảy ra. Câu số 32. Cho 2,24 lít khí CO từ từ qua một ống đun nóng chứa m gam hỗn hợp các oxit này. Sau phản ứng thì thu được m trừ 0,8 gam chất rắn, tức là chất rắn giảm mất 0,8 gam. Và hỗn hợp khí X, tỷ khối hơi của X so với hydro là bao nhiêu? Như vậy số mol của CO này cũng bằng số mol của khí X. Khí X này chúng ta sẽ có CO2 và CO. Thế thì số mol bằng khối lượng của chất rắn giảm 0,8, tức là khối lượng oxy của cái này, của cái hỗn hợp X này là sẽ tăng lên 0,8 thôi. Như vậy ta thấy là khối lượng của X sẽ bằng một khối lượng của CO cộng cho cái khối lượng mà tăng lên này. Như vậy đó là bằng 3,6 gram. Số mol của X cũng bằng số mol của CO là 0,1 mol. Thế thì MX, M trung bình của X là 36. Thế thì D là bằng DX trên hydro là bằng 18. Như vậy đáp án của ta là đáp án B. Câu tiếp theo là hỗn hợp X có chứa 0,2 mol acetylen, 0,5 mol hydro. Nung nóng X sau một thời gian thì thu được hỗn hợp Y có tỷ khối hơi với hydro là 6,2. Y tác dụng tối đa với A mol brom trong dung dịch. Giá trị của A là. Thế thì chúng ta thấy rất đơn giản là chỗ này các em tìm được M lớn của Y này. Sau đó các em tìm được số mol của Y. Xem thử XY này nó giảm đi bao nhiêu mol thì lúc này số liên kết pi sẽ giảm đi bấy nhiêu. Số mol liên kết pi sẽ giảm đi bấy nhiêu. Thế thì chúng ta thấy rằng số mol Y là bằng 0,5 mol. Ban đầu ta có 0,7 mol, đúng không? Giảm mất 0,2 mol. Như vậy số mol liên kết pi giảm sẽ là 0,2 mol. Suy ra số mol liên kết pi trong Y, trong X này liên kết pi nằm ở đây, 0,2 x 2 là 0,4. Đây có 2 liên kết pi này. 0,2 x 2 là 0,4. Như vậy liên kết pi giảm đi 0,2 thì còn lại là 0,2 thì brom sẽ là, số mol brom phản ứng sẽ là 0,2. Câu 34, xà phòng hóa hoàn toàn 8,88 gram hỗn hợp 2 este. Có công thức như này, có số mol bằng nhau. Bằng dung dịch NaOH thì thu được bao nhiêu gam muối? Câu này cũng không có vấn đề gì nhiều. 2 este sẽ là như thế này, C3 thì chỉ có 2 cái este như vậy thôi. Số mol tổng cộng là 0,12 mol. Thế thì mỗi thằng anh là 0,006 mol. R ngang của chúng ta bằng 8. Và số mol của R là
CONA là 0,12 mol. Như vậy các em tìm được khối lượng là bằng 9 gram. 8 cộng cho chỗ này là 67 rồi nhân cho 0,12 thì các em sẽ được 9 gram. Câu số 35. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp gồm m gam nhôm và 4,56 gam chrome bauxit trong điều kiện không có oxy. Sau khi các phản ứng kết thúc thì chúng ta sẽ thu được hỗn hợp X. Hỗn hợp X. X là một cái hỗn hợp gồm nhiều thứ trong đó. Cho toàn bộ X vào một lượng dư dung dịch HCl loãng nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 2,688 lít khí hydro. Như vậy các em để ý rằng X này mà cho vào HCl lại thu được hydro. Các em tính hydro xem. Còn nếu cho toàn bộ X vào một lượng dư dung dịch NaOH đặc nóng sau khi phản ứng kết thúc thì số mol NaOH phản ứng sẽ là bao nhiêu? Ở đây ta thấy rằng nhôm, số mol của chrome bauxit này chúng ta tính được và số mol của hydro này chúng ta tính được, so sánh xem cuối cùng cái nhôm có nó có hết hay không. Như vậy ở đây ta thấy rằng số mol của chrome bauxit là 0,03. Tức là số mol chrome thu được sẽ là 0,06. Chrome sẽ phản ứng với HCl thì sinh ra chrome 2. Như vậy số mol của hydro do chrome sinh ra sẽ là 0,06 luôn. Nhưng ở đây số mol của hydro, số mol hydro mà thu được ở đây lại đến 0,12. Tức là nó lớn hơn số mol của chrome này. Thế thì chứng tỏ trong cái hỗn hợp sau này có nhôm dư, toàn chrome nó hết rồi. Thế thì nhôm dư sẽ là còn lại, các em lấy 0,06 mà 3/2 đúng không nào? Nhân 2 chia 3. Nhân 2 là 12 chia 3 là 0,04. Như vậy số mol nhôm dư sẽ là 0,04. Thì số mol hydro sẽ bằng 3/2 số mol nhôm dư cộng số mol chrome. Như vậy số mol nhôm dư là 0,04. Suy ra hỗn hợp X, cái hỗn hợp sau phản ứng chúng ta có là nhôm dư, nhôm oxit và chrome. Thế thì khi mà phản ứng với NaOH thì chỉ có hai nhôm và nhôm oxit phản ứng thôi. Còn chrome thì không phản ứng với NaOH đúng không nào? Thế thì lúc này ta thấy rằng số mol NaOH sẽ bằng số mol nhôm và 2 lần số mol của nhôm oxit, 0,1 mol. Đáp án của chúng ta là đáp án D. Câu số 36. Đốt cháy hoàn toàn 17,4 gam hỗn hợp magie và nhôm trong khí oxy dư. Thu được 30,2 gam hỗn hợp oxit. Thế thì oxy tham gia phản ứng đã là bao nhiêu? Cái này rất dễ thôi đúng không nào? Lấy trừ đi các em tìm ra được. VOC là 8,96 lít. Trừ đi chia cho 16 và các em nhân đôi lên thì sẽ 16 nhân đôi thì sẽ được 0,4 mol khí oxy. Câu số 37 là hòa tan hoàn toàn m gam natri vào 100 ml dung dịch Y gồm hai cái axit H2O4 0,5m và HCl1m thì ta thấy thoát ra 6,72 lít khí. Thế thì cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được A gam chất rắn. Thế thì bây giờ hỏi trong các số dưới đây thì A gần với số nào nhất? Thì chúng ta thấy rất là đơn giản thôi. Từ lít khí, từ H cộng, các em tính H cộng ra 0,2, hydro 0,3. Như vậy hydro do nước là 0,2, bởi vì 0,2 này chỉ được 0,1 mol H hydro thôi đúng không? H cộng này 0,2 H cộng của axit thì chỉ được 0,1 mol hydro thôi. Như vậy còn lại hydro do nước là 0,2 mol. Tức là dung dịch OH trừ trong OH trừ trong dung dịch sẽ là 0,4 mol. MNA thì sẽ bằng 13,8. Đúng không nào? Chỗ này 0,3 mol hydro thì 0,6 mol Na. Thế thì cuối cùng các em cộng lại 13,8 tức là kim loại cộng SO42 trừ
cộng CL trừ và cộng OH trừ được 28,95. Như vậy chúng ta có đáp án của chúng ta là D, 28,952 là cái số gần bằng. Câu 38, hòa tan hoàn toàn hỗn hợp hai kim loại nhôm sắt trong lượng vừa đủ dung dịch loãng HNO3 thì thu được dung dịch X chứa hai muối và sản phẩm khử duy nhất là NO. Thì trong X nồng độ của sắt 3 nitrat là 9,516. Thế nồng độ của nhôm nitrat là bao nhiêu? Cái câu này thì các em thấy như mọi khi ta hay sử dụng thì các em cứ lấy, thì ta hỏi là nhôm, đúng không nào? Thì ta đặt chung lại nhôm và sắt đều là tạo thành kim loại hóa trị 3 sao trong muối. Thì ta gộp chung hai cái kim loại này là M và cho nó một mol. Ở đây M này lưu ý rằng nó nằm giữa nhôm và sắt, tức là giữa 27 và 56. Để tí nữa ta lấy điều kiện. Thế thì ở đây ta thấy rằng cái phản ứng của ta là như thế này. Một mol kim loại sẽ phản ứng với 4 mol axit tạo ra 1 mol muối, 1 mol nitơ oxit NO. Thế thì lúc này chúng ta thấy rằng khối lượng dung dịch HNO3 sẽ bằng 4,62, 4 x 62, 4 x 62 và chia cho C%, 20%. Như vậy được 1260g. Từ đó các em suy ra được dung dịch sau thì bằng dung dịch này cộng M và trừ đi khối lượng của NO. Như vậy 1260 cộng M trừ đi NO, tức là trừ đi 30, thì sẽ được 1230 cộng M. Phần trăm của nhôm là bằng C, thì gọi phần trăm của nhôm bằng C thì số mol phần trăm của cái hỗn hợp này của hai muối sẽ là bằng 9,516, tức là phần trăm C phần trăm của sắt cộng cho phần trăm của nhôm chia phần trăm. Và ta biết rằng sắt thay nhôm kim loại của ta là M, muối của ta là MNO3 3 lần, 1 mol. Như vậy M cộng 62 nhân 3 là khối lượng chất tan chia khối lượng dung dịch. Thế nào? Thế thì lúc này các em lưu ý rằng M này nó nằm trong khoảng từ 27 đến 56 khi nãy ta nói rồi. Như vậy cái C phần trăm này nó sẽ nằm trong khoảng từ 27 này, ta thay 27 vào chỗ này, đến 56. Từ đây các em tính ra được C này nó nằm trong khoảng nào? Từ 7,429 cho đến 9,032. Như vậy ở đây chúng ta có được cái khoảng, thì nhìn vào đáp án chúng ta thấy chỉ có giá trị 8,4 này nè, là thỏa mãn cái khoảng này. Như vậy đáp án của ta là đáp án C. Cho dãy các chất như thế này, có bao nhiêu chất thỏa mãn điều kiện một mol chất đó phản ứng tối đa với hai mol nào H? Thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng có ba chất này. Các em tự viết phản ứng vào, và đây thầy có cái đáp án của chúng ta là ba chất, đúng không nào? Thì thầy có phản ứng ở đây rồi, các em về nhà xem lại. Để mà ta thấy này, 1,2 này, 1,2, 1,2. Như vậy các em về xem lại để nắm cho vững các phản ứng này. Câu tiếp theo là đốt cháy este hai chức mạch hở X. X tạo ra từ axit carboxylic no đa chức. Thu được CO2 và nước gấp 5/3 lần oxy phản ứng. Như vậy lấy 2,16g X này tác dụng hoàn toàn với 400ml dung dịch NaOH. 1 M cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được M gam chất rắn, thì M lớn nhất là bằng bao nhiêu? Thì ở đây ta thấy rằng este hai chức mạch hở. Như vậy công thức là CHIO4, hai chức thì có 4 oxy.
em viết phản ứng cháy. Và đây ta thấy rằng x thể tích, tổng thể tích CO2 và hơi nước gấp 5 phần 3 lần thể tích oxy phản ứng. X cộng y trên 2 sẽ bằng 5 phần 3 lần cái x cộng y trên 4 trừ 2 này. Từ đây các em rút gọn ra được x 8x trừ y bằng 40. Y là số chẵn. Y phải nhỏ hơn 2x. Như vậy các em tìm được x bằng 6 và y bằng 8. Tức là chất cái ester của ta là C6H8O4. Chất này C6H8O4 thì các em thấy rằng axit no, axit này no này. Trao đề khi nãy đấy, khi để các em thấy rằng là axit no này, thì các em viết cái công thức thì cũng chú ý rằng axit đa chức no. Như vậy ở đây axit này là hai nhóm COH, một C ở giữa, không C ở giữa, đúng không nào? Thế thì ở đây ta chỉ có ba chất này thôi. X ba chất này. Ba chất này khi phản ứng với NaOH thì sẽ được hai cái chất như thế này. Hai cái muối, chất rắn đấy. Hai cái này thì tạo thành cùng một muối này như thế này. Còn chất ở trên thì tạo thành cái muối ở phía trên. Theo như cái đề yêu cầu là giá trị lớn nhất của M, tức là giá trị lớn nhất của cái sản phẩm rắn đằng sau ấy, thì trong hai cái này thì kiểu gì thì số mol bằng nhau thì kiểu gì cái chất ở phía trên này cũng có khối lượng lớn hơn. Như vậy ta tìm chất trên thôi, còn chất dưới ta không cần tìm. NX là bằng 0,15 mol, NaOH là 0,4 mol, tức là hai chất thì sẽ phản ứng tỷ lệ là 1:2. Như vậy NaOH còn dư lại 0,1 mol, tức là chất rắn ta thu được là như thế này. Các em cộng lại, bấm máy tính cộng lại và được M bằng 26,2 gram. Thế thì đáp án của chúng ta là đáp án A. Câu số 41. Một hợp chất hữu cơ X có công thức là C2H10N2O3 cho 11 gram chất X tác dụng với một dung dịch chứa 12 gram NaOH đun nóng. Để phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được hỗn hợp Y gồm hai khí đều có khả năng làm đổi màu quỷ tím ẩm, tức là hai cái này nhiều có lẽ là amin, đúng không? Amin hoặc là ammoniac. Dung dịch Z, cô cạn Z thì thu được M gam chất rắn gan. Người ta hỏi M là bằng bao nhiêu? Ở đây các em nhìn thấy rằng C2H10N2O3. C2 thì nếu mà không có nitơ thì H tối đa chỉ là 8 thôi. 6 thôi, đúng không nào? Như vậy thêm 2 nitơ nữa thì tối đa nó lên cũng được 8 thôi. Nhưng mà đây 10. Như vậy chứng tỏ trong này có kiểu muối carbonat. Kiểu muối carbonat. Và thu được 2 khí mà chỉ có 2C thôi. Như vậy muối carbonat này một gốc nó sẽ gắn với liên kết với nhóm, với cái amin bậc 1, 1C. Amin 1C tức là CH3NH3. Còn cái gốc còn lại nó sẽ liên kết với cái amoni, trong amoni NH4. Thế thì chúng ta sẽ chọn được cái X là chất này, NH4CO3. Đây là CO3 này, NH3CH3. Thế thì cái này khi phản ứng với NaOH thì sẽ thu được NH3 và amin metilamin Na2CO3 và nước. Như vậy chất rắn của chúng ta là Na2CO3, có thể có cái NaOH dư. Bây giờ chúng ta xem thử 11 gram chất này, như vậy có số mol là 0,1. 12 gram NaOH thì số mol là 0,3. Như vậy thu được Na2CO3 là 0,1. Thế thì 0,1 mol này thì chỉ phản ứng với 0,2 thôi. Như vậy chất rắn chúng ta thu được có Na2CO3 0,1 và NaOH 0,1. Các em cộng lại đã được 14,6 gram. Đáp án của chúng ta là đáp án C. Câu số 42.
Hỗn hợp X gồm nhôm và nhôm oxit sắt từ và đồng oxit, trong đó oxy chiếm 25% khối lượng hỗn hợp. Cho 1,344 lít khí CO đi qua M gam X đun nóng, sau một thời gian thì thu được chất rắn Y và hỗn hợp khí Z có tỷ khối hydro 18. Hòa tan Y trong dung dịch HNO3 loãng dư thì thu được dung dịch chứa 3,08 M gam muối và 0,896 lít khí nitroxit. Sản phẩm khử duy nhất và M gần với giá trị nào sau đây? M của chúng ta tức là cái M này, M gam chất X này, M gam chất X này, chất ban đầu ấy. Như vậy cái hỗn hợp của ta là nhôm sắt từ oxit và đồng. Oxy chiếm 0,25%. À 25% tức là 0,25M thì còn ba kim loại là 0,75M. Kim loại là 0,75M và oxy là 0,25M. Oxy chiếm 25% khối lượng. Cho 1,344 lít CO đi qua M gam X nung nóng. Như vậy thu được cái hỗn hợp khí sinh ra là CO2 và CO có số mol là bằng số mol của CO ban đầu là 0,06 mol. 18 x 2 là 36, các em sử dụng đường chéo và sử dụng cái số mol ban đầu là 0,06 mol, các em tìm được số mol Z, các chất trong Z là CO và CO2 là 0,03 mỗi chất. Như vậy 0,03 tức là oxy này phản ứng mất 0,03 rồi. Còn lại oxy phản ứng là 0,03, như vậy oxy còn lại trong cái chất rắn Y này là cái ban đầu, là khối lượng chia cho 16 là số mol đấy. Trừ 0,03 đi. Số mol NO là 0,04. Thế thì số mol H cộng phản ứng tức là HNO3 phản ứng đấy là bằng 2 lần số mol oxy cộng 4 lần số mol NO. Cái này các em thấy rằng NO là trong cái phản ứng, cái quá trình khử cái NO, cái N là cộng 5 về NO ấy, thì chúng ta thấy rằng H cộng là bằng 4. Như vậy oxy thì H cộng cộng 2 cộng O 2 trừ sẽ tạo thành thì nước, như vậy H cộng sẽ gấp đôi lần O. Như vậy NO là đề cho là 0,04, mà khi nãy ta thấy rằng 2 oxy là 5, 0,5 nhân chia 16, còn H cộng phản ứng là như vậy. Này, trừ 0,03 nữa này. Thì các em tính lại, tổng cộng lại được 0,5M chia 16 cộng 0,1. Như vậy bảo toàn nguyên tố nitơ, chúng ta thấy rằng NO3 trừ trong muối thì bằng NO3 trừ phản ứng này trừ cho NO. Như vậy ta được cái giá trị này. Khối lượng muối sẽ bằng khối lượng kim loại cộng khối lượng gốc NO3 trừ trong muối. Như vậy ta cộng lại. M muối như khi nãy đề cho là 3,08M sẽ bằng M kim loại là 0,75M, ban đầu ta biết rồi, cộng cho NO3 trừ trong muối tức là 62 M lớn nhân cho số mol. Số mol. Từ đây các em tính ra được M bằng 9,48 gam. Và đây ta thấy rằng gần với giá trị nào nhất thì 9,5 gam. Câu số 43, hỗn hợp A gồm 2 este đơn trước XY. 0,05 mol A tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thì thu được hỗn hợp sản phẩm hữu cơ B. Đốt cháy hết B thì thu được 2,688 lít CO2 và 3,18 gam Na2CO3. Bay hơi B thì thu được M gam chất rắn thì M là bao nhiêu? Ở đây cái việc đầu tiên chúng ta thấy rằng là Na ở đâu ra? Na này chắc chắn sinh ra do cái NaOH. Đúng không nào? Như vậy theo nguyên tố Na thì ta tìm được số mol NaOH. NaOH sẽ gấp đôi số mol của Na2CO3, như vậy nó là 0,06 mol, 3,18 này 0,03 mol này. Số mol este ban đầu là 0,05 mol, mà số mol
NaOH là 0.06, như vậy tỷ lệ này là 1.2. Nhưng mà chúng ta để ý một tí này, ST của ta là ST đơn chức. Nếu như đơn chức mà bình thường ấy thì nó sẽ phản ứng với tỷ lệ 1:1, nhưng mà tỷ lệ phản ứng đây ta thấy là 1:1.2 này, 1. Như vậy số mol của NaOH lớn hơn. Thế thì chứng tỏ một điều rằng trong hai cái ST này, một cái là phản ứng với tỷ lệ 1:2 hoặc hơn. Như vậy ở đây ta thấy rằng chắc chắn sẽ có cái ST của phenol. Và số mol carbon, số mol carbon thì số mol carbon ở đây cộng số mol carbon ở đây, các em cộng lại được 0.15 mol. Các em tính ra cộng lại 0.15 mol. Từ đó chúng ta tìm được carbon trung bình. Carbon trung bình cho số mol ban đầu rồi. Đấy, số mol carbon chia carbon số mol chất A thì sẽ được carbon trung bình là bằng 3. ST mà carbon trung bình bằng 3, như vậy có cái nhỏ hơn 3. Có số có một chất có carbon bé hơn 3, carbon mà bé hơn 3 mà ST thì chỉ có thể là 2 thôi. C2 thôi. Như vậy chất này là methyl formiate. Chất còn lại là RCOO R phẩy. Ta gọi XY là số mol của hai chất này. Như vậy ta có X cộng Y thì bằng số mol của chất ban đầu. Cái chất này ta lưu ý rằng nó sẽ phản ứng với tỷ lệ 1:2 này, nó có cái chất này chỉ phải phản ứng 1:1, như vậy chất còn lại sẽ phản ứng ít nhất với tỷ lệ 1:2. ST của phenol như vậy nó phản ứng với tỷ lệ 1:2. 1:2 thì thì X cộng 2Y sẽ bằng NaOH 0.06. Từ đó các em tìm được X bằng 0.04 và Y bằng 0.01. Bảo toàn nguyên tố carbon, chúng ta thấy số carbon của cái ST thứ nhì ấy là bằng tổng carbon trừ đi carbon của chất đầu tiên 2C chia cho tổng số mol, chia cho số mol của nó, là như vậy ta được 7. 7 thì C7 mà nó có phenol, nó có gốc C6 trong đó. Như đây một C nữa là C7 hết, như vậy ta còn lại được HCOO C6H5 là cái công thức duy nhất phù hợp. Số mol của nó là 0.01. Như vậy HCOO CH3 0.04 và HCOO C6H5 0.01 phản ứng vừa đủ với NaOH thì sẽ thu được HCOONa. HCOONa sinh ra từ hai cái phản ứng này, từ hai cả hai chất 0.05. Còn C6H5ONa thì sinh ra chất dưới là 0.01. Từ đó các em tìm được M. M ở đây là 4.56 gram. Đáp án của chúng ta là đáp án A. Câu số 44. Một câu vô cơ. Hòa tan hoàn toàn 4.92 gram hỗn hợp A gồm nhôm sắt trong 390ml dung dịch HCl2M. Thu được dung dịch B, thêm 800ml dung dịch NaOH vào trong B thì thu được kết tủy C, lọc C rửa sạch, sấy khô trong không khí thì thu được 7.5 gram chất rắn. Nung trong không khí đến khối lượng không đổi, được 7.5 gram chất rắn. Thế thì bây giờ khối lượng của nhôm trong đó có phần trăm là bao nhiêu? Trước tiên ta đặt XY là số mol của nhôm sắt, thì cái phương trình đầu tiên là phương trình khối lượng ta lập được. 27x cộng 56y bằng 4.92. Số mol H cộng vào đây là 0.78. Số mol NaOH sau khi ta đưa vào thêm là 0.8. Hòa tan hoàn toàn cái này rồi, như vậy 0.78 mol này sẽ hòa tan được hoàn toàn cái này. Còn lại 0.8 vào đây nó sẽ dư ra 0.2 mol, đúng không? Đây là 0.78 H cộng, mà đây có 0.8 OH trừ. Như vậy 0.78 này hòa tan được hết cái này, thì tí nữa 0.8 vào nó sẽ dư ra 0.02. Và 0.02 sẽ làm cái phản ứng khác, sẽ tham gia phản ứng khác. Phản ứng ban đầu là như thế này. Sau đó nhôm hydroxit sẽ phản ứng tiếp với OH trừ. NaOH dư là 0.02 mol, như vậy chỗ này sẽ phản ứng 0.02 mol.
Sau khi lấy cái tủa tức là x trừ 0,02 mol chỗ này này, chỗ này 0,02 mol đất và y mol này nung nóng thì ta sẽ được nhôm oxit và sắt 3 oxit trong không khí. Thế thì khối lượng chất rắn của chúng ta sẽ là, mở cái tủa của chúng ta, mở chất rắn ấy sẽ là gì? 1,02 nhân cho x trừ 0,2. Cái này em chia 2 ra bởi vì tỷ lệ này là 2,1. Và 160 này y này là tỷ lệ 2,1, như vậy chia đôi ra. Từ đây các em được cái phương trình thứ nhì kết hợp với cái phương trình thứ nhất ở bên kia khi nãy ta lập được rồi đấy. Thì các em sẽ giải ra được cái xy. Từ đó suy ra được phần trăm của nhôm là 65,85%. 65,85%. Như vậy giá trị gần nhất của ta là 65,8. 65,8. Đáp án chúng ta là đáp án A. Câu số 45. M gam hỗn hợp gồm đồng và oxit sắt từ tác dụng với dung dịch HCl kết thúc phản ứng thu được dung dịch Y và 0,135995 gam kim loại dư. Như vậy cái dung dịch ta thu được thì chắc chắn là sẽ có sắt 2 và đồng 2, còn không có sắt 3. Chia dung dịch Y làm hai phần bằng nhau, sục khí HAS đến dư vào phần 1 thu được 1,92 gam kết tủa. Thế thì giá trị của M gần với giá trị nào? Dưới đây. Ở đây ta thấy rằng 0,1395 M gam này mà dư lại 0,1395, như vậy cái phản ứng là 0,8605 gam, bao gồm đồng và oxit sắt từ. Và trong HCl thì sẽ được hai cái muối này. Thì số mol Y này phản ứng vào H2S sẽ tạo thành COS kết tủa. Số mol kết tủa là 1,92 gam, tức là các em thấy được 0,02 mol, nhưng mà người ta nói lấy một nửa thôi. Như vậy các em nhân đôi lên x thì em phải nhân đôi lên, tức là 0,04 mol. Thế thì oxit sắt từ cũng 0,04 mol. Oxit sắt từ cũng 0,04 mol. Như vậy 0,8605 M này sẽ bằng hai cái này cộng lại. Từ đó các em tìm ra M bằng 13,76 gam. Thế thì các em tìm được cái giá trị cần tìm, 13,5. Gần với giá trị nào nhất? Như vậy 13,5 thì gần với 13,76 nhất. Câu 46 cho các chất như sau: gluco, sacaro, tinh bột, glycerol và các phát biểu như thế này. Số phát biểu đúng. Thế thì ta tìm số phát biểu đúng. À, có 3 chất tác dụng được với bạc nitrat trong ammoniac. Như vậy ở đây chúng ta chỉ nhìn thấy có một chất tác dụng được thôi. Đây là gluco. Như vậy câu này không đúng. Cái câu B là có 2 chất phản ứng thủy phân trong môi trường axit. Như vậy phản ứng thủy phân trong môi trường axit thì nó là polysaccharide hoặc là ester thôi. Như vậy đây có disaccharide và polysaccharide, như vậy có 2 chất, đúng rồi đấy. Đáp án này câu cái phát biểu này đúng không nào? Có 3 chất hòa tan được đồng 2 hydroxit. Hòa tan đồng 2 hydroxit thì có các cái nhóm OH liền kề, gluco, sacaro và glycerol. Như vậy cái này cũng đúng. Cả 4 chất đều có OH trong phân tử. Như vậy cái này chắc chắn đúng rồi, đúng không nào? Thế thì ta có 3 cái phát biểu đúng. Đáp án chúng ta đã bắn đi. Câu số 47. Hỗn hợp X gồm một axit và một rượu đều no đơn chức mà thở. Đốt cháy 12,88 gam X thu được 0,54 mol CO2 và 0,64 mol nước. Đun nóng 12,88 gam X với H24 đặc thì thu được M gam ester với hiệu suất là 80%. Thế thì giá trị của M là bao nhiêu? Ở đây chúng ta thấy này, số mol của CO2 có, số mol của nước có. Như vậy ta thấy rằng số mol của CO2 là bé hơn số mol của nước, nước là 0,64. CO2 là 0,54.
Thế thì chúng ta thấy không thấy nước trừ CO2 thì được ancol, đúng không nào? Ancol 0,1. Bảo toàn khối lượng ở trong phản ứng cháy này, các em tìm được oxy, oxy phản ứng, oxy tham gia phản ứng đốt cháy. Từ đó các em tìm được oxy ở trong cái hỗn hợp ban đầu, hỗn hợp X này, oxy là bao nhiêu? 0,32 mol. Như vậy, từ đó các em tìm được số mol của ancol là 0,11 và số mol của ancol là 0,1 và số mol của axit là 0,11. Chứ cái phần này tương đối dễ tìm thôi. Từ đó các em tìm được, đặt vào cái phương trình của carbon, số mol CO2 là bằng 0,54, tức là số mol của carbon đấy. 0,1 nhân carbon của ancol cộng 0,11 nhân carbon của axit là bằng 0,54. Chỗ này chúng ta thấy rằng 10 ancol, 10 carbon ancol cộng 11 carbon axit thì bằng 54. Thì chúng ta chỉ có một cái giá trị là carbon ancol là 1 và carbon axit là 4, nó thỏa mãn thôi. Như vậy số mol của nó là 0,1 và 0,11. Thế thì số mol của bây giờ cái este này C4H8O2, người ta hỏi là este thu được là bao nhiêu? Thì este là 0,1 là số mol của, tính theo số mol của ancol, bởi vì nó là ít hơn, đúng không? Nó hết 32 là chất đầu, 88 là chất thứ nhì, trừ đi nước tách ra. Và hiệu suất của phản ứng này là 80%. Như vậy các em được 8,16 gam este. Đáp án của chúng ta sẽ là đáp án C. Câu tiếp theo, câu số 48. Hòa tan hoàn toàn 8,94 gam hỗn hợp natri kali và bari vào nước thì thu được dung dịch X và 2,688 lít khí hydro. Dung dịch Y gồm HCl và H2O4 có tỉ lệ mol tương ứng là 1,41. Trung hòa X, tức là trung hòa cái dung dịch phía trên này bằng dung dịch Y, thì tổng khối lượng các muối tạo ra là bao nhiêu? Câu này thì rườm rà, nhìn có vẻ rườm rà nhưng thực tế nó rất là đơn giản. Ở đây ta thấy rằng từ số mol của hydro này, các em nhân đôi lên thì được số mol của OH trừ trong cái dung dịch X ấy. Số mol HCl là 4A. Số mol của H2O4 là A. Như vậy tổng H cộng ở đây là 4A cộng 2A là thành 6A. 6A thì nó phải trung hòa cái dung dịch X, như vậy 6A phải bằng cái OH trừ là 0,24. Từ đó các em tìm được A là 0,04. Bảo toàn khối lượng thì ta thấy rằng khối lượng của muối thì sẽ bằng khối lượng của kim loại cộng khối lượng của các cái gốc axit. Các em cộng lại và được 18,46. Đáp án của chúng ta là đáp án C. Câu số 49, đốt cháy hoàn toàn 2,24,4 gam hỗn hợp gồm các cái chất như trên. Cần vừa đủ 49,28 lít khí oxy. Sau phản ứng thu được 2,28 gam nước. Mặt khác, lấy toàn bộ lượng X ở trên sục vào cái dung dịch bạc nitrat trong amoniac thì thấy xuất hiện M gam kết tủa. Thì M là bao nhiêu? Kết tủa này, chỗ này, những chất này thì chỉ có cái CHO này phản ứng với AgNO3 để tạo thành bạc. Thế thì các em để ý ở đây này. C3H6, C3H8, C4H10, như vậy những cái này đều là hydrocarbon. Chất này, mỗi chất có một nhóm CHO. Như vậy chúng ta chỉ cần tính cái số mol oxy này, số mol của nhóm CHO, tức là số mol của oxy. Thì một nhóm CHO, một mol CHO thì sẽ tạo thành hai mol bạc. Các em tính số mol của CHO này, các em nhân đôi lên thì được số mol bạc, tức là M này các em tính được. Thì tính CHO, tức là ta tính oxy. Oxy ở trong cái hỗn hợp X này là bao nhiêu? Thì một oxy tương ứng với một CHO,
Thì bây giờ chúng ta sẽ thấy như thế này. Có số gam này, có số mol oxy, tức là em tìm được số mol oxy. Có nước, như vậy em tìm được CO2. À, em tìm được CO2. Tức là em tìm được số mol CO2 là bằng 1,5 mol. Số mol H cộng là, số mol H là 1,6 nhân 2 là 3,2. Như vậy khối lượng cái hỗn hợp này, hỗn hợp X này là bằng C các cái carbon cộng H và cộng O, đúng không nào? C có rồi, H có rồi, như vậy các em tìm được O. MX sẽ bằng 24,4, tức là bằng tổng khối lượng của CHO. Từ đó các em tìm được O là bằng 24,4 trừ đi khối lượng của C, trừ đi khối lượng của H. Như vậy chia cho 16 thì em được số mol của oxy. Số mol của oxy trong X chính là số mol của nhóm CHO, bởi chỉ có nhóm CHO mới mang oxy thôi, đúng không nào? Bằng 0,2 mol. Thế thì số mol của bạc sẽ gấp đôi lên và khối lượng bạc sẽ nhân cho 108, 43,2 gam. Như vậy cuối cùng đáp án của chúng ta là đáp án C. Câu cuối cùng. Cho 5,36 gam hỗn hợp X gồm sắt oxit, sắt 3 oxit và oxit sắt từ tác dụng với lượng dư dung dịch HCl. Sau khi phản ứng xảy ra thì thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thì thu được 3,81 gam sắt 2. Thế còn sắt 3 là bao nhiêu? Đấy, người ta hỏi sắt 3 là bao nhiêu? Cái này cũng tương đối đơn giản. Tức là ở đây ta gọi cái hỗn hợp này là sắt và oxy thì ta có tổng khối lượng là 5,36 gam. Và khi vào HCl thì ta thấy rằng số mol HCl, Cl trừ này sẽ bằng 2 lần số mol của oxy. Bởi vì theo bảo toàn điện tích thì ta thấy rằng Cl trừ này, O2 trừ, như vậy lượng Cl trừ này sẽ gấp đôi cái O2 trừ về số mol. Sắt 3 là, sắt 2 là chỗ này đề cho sẵn là 3,81 gam, tức là 0,03 mol. Như vậy theo ta, theo sắt này ban đầu là A mol, sắt 2 là 0,03 mol, thì đương nhiên sắt 3 là cái A trừ đi cái sắt 2. Bảo toàn nguyên tố clo. Như vậy clo là 2B sẽ bằng clo ở sắt 2 cộng clo ở sắt 3. Như vậy ta có là 0,3 nhân 2 này, 0,03 nhân 2 cộng 3 nhân cho số mol của sắt 3 thì bằng 2B. Các em giải ra tìm được A bằng 0,07 và B bằng 0,09. Như vậy khối lượng của chúng ta là sắt 3 là 0,A bằng 0,07 và B bằng 0,09. Trong đó 0,07 sắt này thì có 0,003 sắt 2. Đây nãy 0,03 sắt 2 rồi. Như vậy còn lại 0,04 sắt 3 nhân 162,5. Các em sẽ được 6,5 gam. Đáp án của chúng ta là đáp án B. Đến đây chúng ta kết thúc cái chương trình ôn luyện cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia, đề số 7. Hẹn gặp lại các em trong buổi tiếp theo. Tạm biệt các em.